cho lòng anh thêm chơi vơi. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Em là người bạn dễ thương nhất của anh. Cảm ơn em. Nè anh Khôi, anh Khôi, anh dậy rồi hả? Em có chuẩn bị đồ cho anh nè. Anh tắm xong rồi ra ăn sáng nha. Em không phải là kiểu phụ nữ lên giường với ai là bắt người đó phải cưới mình đâu. Tụi nó đó đã lỡ xảy ra chuyện đó rồi, cho nên bây giờ mình phải mau mau làm lễ đính hôn rồi làm lễ đám cưới nữa con. Con đi du học đi. Đi du học? Đúng. Chỉ có đi du học thì con mới quên được chú Khôi. Đi du học là một tương lai lớn của con. Con còn trẻ, con phải biết nhìn xa trông rộng. Rồi con sẽ gặp những mối nhân duyên mới, sẽ tốt hơn. Con nghe lời mẹ đi. Nội không muốn bất cứ ai làm xáo trộn gia đình của nội, phá hoại hết tất cả những công lao xây dựng của nội. Con hiểu ý nội không? Cậu Khôi, sáng nay cùng mình sẽ lên máy bay đi du học. Nếu cậu nhanh chân còn kịp gặp cô ấy đó. Chú Khôi, sao chú lại ở đây? Còn ở nhà. Thôi Cúc, đừng khỏi hỏi gì vậy. Dạ dạ, cô mời mở lên xe. Dạ dạ. Dạ. Trong xanh lần đầu tiên lại xa cách, nhìn nhau thôi chẳng muốn yên lành. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc. Hãy hứa với chú quên chú đi, đừng nhớ chú nữa. Chú hạnh phúc. Ngân ơi, chỉ có anh và em sánh đôi. Vì cuộc sống muôn màu là điều anh không ngờ tới. Đôi mắt em long lanh và nụ cười em rạng ngời. Chào chị Tư. Ủa,
con về tới rồi đó hả? Dạ. Chuyện học hành của con sao rồi? Dạ con học xong hết rồi dì Tư. Giỏi quá. À, dì Tư ơi, cái nhà cũ của con với mẹ con á, cái căn nhà đó đó, dì Tư cho người ta thuê rồi. Cũng may là căn nhà này á, người ta mới trả, nên còn trống, giờ con dọn vô con ở đỡ đi. Rồi khi nào bên đó hết hợp đồng người ta trả nhà, rồi con dọn về bên đó ở. Dạ, dì Tư nhớ nha dì Tư. Nhớ mà. À, mà nè, con về đây rồi mẹ con hay chưa? À, dạ chưa, con chưa có báo cho mẹ biết. Tại con muốn làm bất ngờ cho mẹ. Dạ, mẹ con mà nghe tin con gái về chắc là mừng lắm á. Mấy năm rồi hai mẹ con chưa gặp nhau đúng không? Dạ đúng rồi, con cũng nhớ mẹ con dữ lắm. À, thôi bây giờ á, con bay đường dài về chắc cũng mệt lắm rồi phải không? Vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dì Tư dọn dẹp sẵn sàng hết rồi đó. Dì Tư chu đáo à, con cảm ơn dì Tư nhiều. Có gì đâu cảm ơn dì Tư. Bây giờ cái nhà dì Tư không ở, dì Tư để ở không. Dì Tư cho con thuê dì Tư được tiền mà. Có gì đâu cảm ơn. Dạ. Thôi vô đi con. Dạ. Vô nghỉ ngơi nha. Dạ. Nè, con giữ chìa khóa đi. Dạ, con cảm ơn dì Tư. Thôi dì Tư về nha. Dạ. Hay, vỗ tay, vỗ tay. Hay quá kìa. Lại nha. Ghê dữ trời. Đúng rồi, chụp lại con. Ghê dữ trời. Đúng rồi, chụp lại con. Hay quá. Cái nữa nè, cái nữa nè. Chụp lại, đúng rồi. Rồi. Chú Khôi cũng có con rồi sao? Cũng đúng. Chú ấy cưới Thiên Ý đã 3 năm. Có con là chuyện bình thường. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Rồi, vô. Ừ, hay quá. Hay quá, hay quá. Mệt không? Hử? Không hả? Đau tiếng hả? Vô tay, vô tay. Rồi. Rồi, thôi mình nghỉ mệt xíu ha. Nghỉ mệt chút nha. Nha. Dạ, nghỉ mệt chút đi. Ơi, coi kìa. Nhưng sao mình lại thấy đau lòng? Không được, mình đã thề là sẽ quên chú ấy. Chú ấy có vợ con cũng không liên quan gì đến mình. Mục đích mình đến đây là để thăm mẹ và dượng mà. Kìa. Bon Bon ơi. Rồi, anh tự lo được. Bon Bon, con chơi đá banh có vui không? Vui không? Vui, vui cười lên này, vỗ tay Bon Bon này, vỗ tay. Ồ. Ok nè, đó. Thôi, con vô trong với bà nha. Ơ, à, hay quá. Chắc là nãy giờ nóng nực quá cái. Nóng nực quá. Hơi căng thẳng, hơi quạo. Hơi quạo. Không, nhưng mà em thấy thời tiết dạo này cũng nóng nực thiệt á. Hay là cuối tuần này nhà mình đi Đà Lạt chơi đi. Chỗ đó mát mẻ. Em phải đó anh. Ừ, chị cũng thích đi Đà Lạt lắm. À, đi Đà Lạt nha. À, mọi người cứ đi đi. Em còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết. À, thôi à, anh xin lỗi. Để em điều hành công ty một mình chắc là mệt lắm hả? Đâu có sao đâu. Bồng Bon là cháu của em mà. Từ ngày anh có Bồng Bon, anh cứ lo cho Bồng Bon đi, công ty để em lo. Nếu như mà anh bận quá thì không mấy cuối tuần này mình đi dã ngoại ở ngoài ô đi, sáng đi chiều về cũng được mà đúng không? À, phải đó anh, Bồng Bon cũng mê khám phá thiên nhiên lắm. Mình cắm trại rồi mình câu cá nữa. Dạ đúng rồi. Không, em nói thiệt, công việc bây giờ nhiều quá chị, em phải giải quyết. Mọi người cứ đi chơi đi. Anh không muốn đi với em tới vậy hả? Không phải, anh chỉ vì công ty thôi mà, em nói gì kỳ vậy? Anh thấy đính hôn 3 năm rồi. Năm nay lựa ngày tốt làm đám cưới luôn đi. Đó là chuyện của em. Em tự biết sắp xếp. Mọi người đừng có quá lo. Em đã làm gì sai? Hay là đến tận bây giờ anh vẫn chưa buông được hình ảnh của Ngân? Thì nghĩ Ngân đi du học cũng 3 năm rồi. Đi du học thì sao chứ? Hình bóng của Ngân vẫn còn trong cái nhà này nè.
cả là do con gái của chị gây ra đó. Thiên Ý. Dạ chào anh chị. Chào ông anh. Hình như bầu không khí trong gia đình của mình không được vui tươi cho lắm thì phải. Hình như là em bỏ lỡ một cái chuyện gì đó thú vị hả? Không khác, chúng ta nói chuyện đi. Em có việc phải đi trước. À, hình như con bé Ngân. Con bé Ngân đi du học 3 năm rồi. Không biết nó về chưa ta? À, Ngân vẫn chưa học xong, vẫn chưa về. Vậy hả? Tội nghiệp con bé. Đi 3 năm trời ở bên đó, đằng đẵng, cô đơn, thiên tai, dịch bệnh. Không biết nó sống có khỏe không nữa. Khôi, em nói em vào trong có việc gì đó, em đi đi. Dạ. Em cũng xin phép. Ở đây có cái gì chướng chướng, vào nhà đi. Dạ. Ủa, từ ngày thằng Ninh với con Nhừ cưới nhau rồi về quê sống, chị chưa có mướn thêm người giúp việc mới hả? Có cần em tìm người giúp chị không? Không cần. Mướn kia người ngoài rồi mất công là nuôi ong tay áo. Vả lại cũng không biết cái người của cô mướn như thế nào, rồi lại thêm tai mắt cho ai đó, phiền phức lắm. Khổ tâm thiệt đó. Chị đa nghi quá à. Như vậy sẽ mệt tim lắm. Mình phải tin tưởng người ở bên cạnh mình chứ chị. Mình làm chủ mà. Em tin chị của em rất là bản lĩnh. Sợ gì ai hại. Tánh tôi thì hay đa nghi như vậy đó. Đến đây để hỏi chuyện người giúp việc hả? Hay là có chuyện gì nữa không? Ủa, em thương chị, em tới thăm hỏi chị thôi mà. Bớt thăm hỏi lại đi. Khi nào mà tôi sắp chết, tôi sẽ báo. Chị, đừng có nói từ đó trước mặt em. Sao chị lại nói là chị chết? Trời ơi, chị có biết là trong lòng em chị quan trọng lắm không? Chị là một cái hình mẫu rất là tốt đẹp để em noi theo đó. Tự nhiên chị nói là chị chết, chị chết, chị chết, chết, chết. Trời ơi, chị ơi, em tôi nghe nói mà em một câu chết à, mà cô nhắc nhiều quá à. Tại vì em sốc đó chị. Em không thích chị nói những cái câu như vậy. Chị đừng nói những cái chữ đó với em. Thôi, tôi không nói nữa, tôi không nói nữa. Dạ. À, thật ra là vậy nè. Hôm nay thì em tới đây em cũng có cái chuyện rất là quan trọng cần phải hỏi chị. Em nghe nói là thằng Kiên nó đang muốn dọn ra ngoài đúng không? Ủa? Sao mà tin tức nhanh quá vậy? Tôi chưa biết mà cô đã biết rồi à? Đó. Chị thấy em thương chị ghê không? Em luôn quan tâm chị và các cháu. Em thương chị. Mà thằng Kiên nó không có thương chị. Tự nhiên anh em con cái rồi cha mẹ ở chung một nhà không phải là hạnh phúc sung sướng hơn sao? Bây giờ đòi dọn ra ở riêng như vậy, chia cắt như vậy là sao? Em không hiểu. Cô đâu phải người trong nhà đâu mà cần thiết phải hiểu làm cái gì. Thôi bây giờ vậy, nãy giờ cô nói dài dòng quá, tôi chưa hiểu ý của cô. Vô thẳng vấn đề, nói một cách dễ hiểu. Chị nói em không phải người trong nhà, tự nhiên cũng hơi chạnh lòng. Thôi, chị nghĩ về em như thế nào cũng được. Chị có cái lòng em biết em thương chị là được rồi. Em thương chị. Em thương cái công ty này. Em lo cho cái đại cục. Phải, dù em chỉ là một thành viên nhỏ xíu trong gia đình mình thôi. Nhưng mà không phải là em thờ ơ, em bàng quan được chị. Mình lo, lo cho tất cả. Thì thành ra là bây giờ Kiên, việc công nó đã không lo rồi, mà việc riêng nó lại kiếm chuyện nữa, là em thấy không được. Rồi bây giờ có mình thằng Khôi nó quản sao nổi hết cái công ty này. Thằng Khôi thì nó giỏi là nó giỏi thiệt đó chị, em công nhận. Nhưng mà nó giỏi về chuyên môn thôi. Còn ngoài cuộc đời cái kìa, đầy rẫy những kẻ xấu xa, rồi mánh mung, rồi người ta kiếm đường này, đường kia người ta hại, rồi Khôi nó chống đỡ làm sao. Em quá lo luôn chị à. Thôi thôi đừng khóc, đừng khóc.
Nói chung là tôi hiểu cái vấn đề rồi. Hôm nay mục đích cô đến đây á là kêu thằng Lộc thay thế cái vị trí của thằng Kiên ở trong công ty cái gì, đúng không? Chị ơi, em chưa nghĩ tới cái ý này luôn đó chị. Ôi chị ơi, cái cách giải quyết này của chị nó quá hay. Nếu mà chị đã quyết như vậy thì em ủng hộ, em theo. Tất cả chỉ là vì sự phát triển của công ty thôi. Em thấy cái ý này của chị được đó chị. Như vậy là xong rồi chứ gì. Dạ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì thôi, cô đi về đi. Vậy là mình quyết định như ý chị nói đúng không chị? Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không có chuyện gì thì cô đi về đi. Dạ. Em xin phép chị, cần gì hỗ trợ cứ nói em. Chú ấy đã có con thật rồi sao? Đã 3 năm rồi Ngân, mày còn tơ tưởng gì nữa? Quên chú ấy đi. Cướp! 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 Chết rồi tao ơi! Chết rồi! Đừng tay ơi! Của em nè, kiểm tra coi mất gì không? Em cảm ơn anh. Lần sau đi đường cẩn thận, đừng có lo nhìn trai quá mà quên nhìn đường nữa. Không nhìn trai chứ không lẽ nhìn gái. Cô bé này cũng điếu quá ha. Anh tên là Phát, còn em? Em tên là Ngân, cũng may nhờ có anh chứ không mất hết mấy giấy tờ quan trọng rồi. Giấy tờ quan trọng hả? Như vậy ông được cảm ơn Xuân nữa. Vậy chứ anh muốn cảm ơn bằng cách nào? Em cũng tiếu được chứ. Em nghĩ anh muốn gì? Một bữa ăn ha. Một bữa ăn? Ừ. Vậy hôm nay anh có bận gì không? Mình... Giờ cũng đang rảnh á. Gần đây có một quán ăn nè. Đi theo anh. Nè, ít từ từ thôi, em không có biết đường đâu đó. Nhưng mà sao đắng bằng tình yêu đơn phương được. Cái vị của nó vừa đắng mà vừa cay nữa. Anh muốn gì? Chọc ghẹo tôi hả? À, đường vào tim anh sao khó quá. Chạy lòng vòng 3 năm vẫn không có lối vào. Nè, anh đừng có đổ dầu vô lửa nữa được không? Tôi khuyên anh đó, tới khi phỏng tay rồi đừng trách sao tôi không nhắc nha. Nè, em làm cái gì mà nóng giận với anh vậy? Anh chỉ là thương hoa tiếc ngọc, lo lắng cho em thôi. Người không lấy em á là Khôi, chứ đâu phải là anh đâu. Đừng có giận cá chém thớt. Anh thôi đi, tôi cũng muốn nói chuyện với anh.
anh đi đi cho khuất mắt tôi được không? À, cái này là anh khuyên em thật lòng đó. Em nghĩ đi, nếu mà con người bội bạc như vậy, tại vì sao phải hết lòng? Tôi không quan tâm, miễn tôi yêu anh Khôi là đủ rồi. Ô, chào ông anh. Anh xin lỗi cái chuyện đi ra ngoài. Em còn giận anh sao? Thật lòng anh không muốn làm cho em buồn. Tối nay em rảnh không? Mình đi ăn tối nha. Đi ăn tối hả? Em rảnh chứ, nhưng mà em phải thay đồ với lại trang điểm lại. Anh đợi em nha. Không sao, anh chờ. Dạ. Vậy là cuối cùng ông anh cũng quên được cô cháu gái thân yêu rồi ha. Và cũng phải thôi, có một người vợ xinh đẹp lại tài giỏi, phải biết hưởng chứ, đúng không? Ông anh đúng là hay thiệt đó nha, chó mèo gì cũng không tha. Mày nói cái gì? Lần sau đừng có trách tao. Kể từ bây giờ trở đi, không có chuyện gì, đừng có tới đây nữa. Một ngày nào đó thiên trường sẽ thuộc về tao. Tới lúc đó các mày còn ngạo mạn như vậy được không? Phải ở đây ngon lắm á. Em biết rồi, em đã nói là em mời anh Quang thì cứ gọi. Dạ anh sẽ gọi hết tất cả các món ở đây. Chuyện nhỏ. Có điều kiện. Em cho anh một bài hai người nha. Dạ anh đợi em xíu ạ. Đó em lựa món đi, toàn món ngon luôn á. Anh, em thấy là sao? Ngược. Ủa, Hương về nước hồi nào vậy? Sao không báo cho gia đình biết? Tôi cũng mới vừa về, nhưng tại vì có chút chuyện nên là chưa có báo với mẹ và Dượng. Với lại tôi cũng tính là tạo bất ngờ cho mẹ. Thôi tụi tôi có việc đi trước nha. Nhưng mà chưa có món mà. Quay đã. Nè, anh không thấy người ta đang đi với bạn trai hả? Còn muốn đuổi theo làm cái gì? Con và Phi Lý đã đính hôn với nhau 3 năm nay rồi mà không chịu cưới. Cô muốn để cho mẹ mất mặt với người ta đến bao giờ? Chuyện đó khi khác nói đi. Trong năm nay phải làm đám cưới đó. Chuyện hôm qua dì nói có thật không? Thật. Ủa, cái gì mà thật? Cũng có thể là dì nhìn nhầm người. Con ruồi bay ngang qua, dì còn biết được đâu là ruồi đực, đâu là ruồi cái. Có vẻ như là người nhà bên đó chưa biết nó vậy. Nó vậy càng hay. Có phim để coi rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra chuyện này, coi có đúng là nó đã về nước rồi hay không. Mẹ không sợ là gia đình mình xào xáo như trước kia hả? Ý con là sao? Dạ thưa mẹ, thời gian du học của Ngân cũng sắp hết rồi, mà chú Khô với Thiên Ý cũng chưa làm đám cưới nữa. Nếu như con ở đây, ba người họ sẽ thường xuyên gặp nhau, con sợ sẽ không hay lắm. Là điều anh không ngờ tới. Đôi mắt em long lanh
khiến cho lòng anh thêm chơi vơi. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Anh nè. Hả? Đi. Ủa, nhưng mà chưa có món mà. Quay đã. Nè, anh không thấy người ta đang đi với bạn trai hả? Còn muốn đuổi theo làm cái gì? Anh biết là Ngân về nước cho nên cố tình đẹp. Không có chuyện gì đâu mẹ, chuyện bình thường thôi. Bình thường ấy mà bình thường. Con và Thiên Ý đã đính hôn với nhau 3 năm nay rồi mà không chịu cưới. Con muốn để cho mẹ mất mặt với người ta đến bao giờ? Chuyện đó khi khác nói đi. Khi khác cái gì? Con Thiên Ý là cành vàng lá ngọc, nó đã chờ đợi còn bao nhiêu năm nay rồi. Con có biết cái sự chờ đợi vậy là con hại thanh danh người ta, có biết không? Nhưng mà mẹ biết con với Thiên Ý con không thể mà. Mẹ không cần biết là con có yêu Thiên Ý hay là không, nhưng mà một khi con đã đồng ý đính hôn người ta rồi thì nhất định là phải có đám cưới. Trong năm nay phải làm đám cưới đó. Anh đừng có tưởng anh chạy xe là muốn sao. Chạy sao chạy nha, anh coi đồ tôi nè. Giải quyết cho tôi đi chứ. Đền tiền cho tôi, biết cáo tôi nhiêu tiền không? Thì tôi xuống đây xin lỗi cô đây. Chú vừa mới mua đó con. Chú nói vậy được không? Mua cái gì mà lúc nào cũng cọc lóc, hỏng chủ ngữ, hỏng vị ngữ gì hết trơn á. Khó chịu với sợ. Hôm nay là một ngày điên rồ của con hả? Có thể la hét thoải mái mà không ai làm phiền thì phải thích chứ chú. Đói chưa? Đi ăn thôi. Trời ơi, làm con lo quá à. Thôi đi bệnh viện, đi bệnh viện. Đừng nói nhiều nữa đi. Giờ hết đau. Coi bộ cái mặt con cũng dễ bị dụ ha. Vừa phải đau nữa hả? Không luôn. Lạnh lùng cũng nói, cọc cằn cũng nói, bây giờ giỡn cũng nói, sống sao cho vừa lòng con. Trẻ con. Ai trẻ con? Con nói chú hả? Một đứa trẻ con trong thân hình của một người đàn ông trưởng thành. Con thích chú. Con hối tiếc hay không? Không. Vậy thì hãy hứa với chú một điều. Điều gì? Phải mạnh mẽ như lúc này và cùng với chú. Cái anh này, mới gặp nhau lần đầu tiên mà anh nói giống như anh chùi em chết hả? Không có chùi em chết đâu. Sự thiệt là vậy mà. Ủa, mà nãy chỗ kia mấy người quen không hả? Sao mà rủ ăn chung cho vui? Anh thích thì anh đi ăn chung với họ đi. Cái bộ mối quan hệ không tốt đúng không? Tình tay ba hả? Thôi, đừng có nói cái chuyện đó nữa. Có cái chuyện này quan trọng hơn nè. Cái gì quan trọng hơn? Ăn gà hả? Đúng rồi đó, gà ở đây ngon dữ lắm á. Anh ăn đi em mời. Nhưng mà anh rủ em ăn quán kia mà, đâu phải quán này đâu. Không ấy giờ mình về, bữa sau mình đi ăn hen. Chuyện quán kia để bữa khác ăn cũng được. Mình lỡ tới đây rồi mình cũng kêu đồ ăn ra hết rồi. Anh ăn đi, em nói em mời là em trả tiền mà. Em không bắt anh trả tiền đâu. Anh biết là em mời, nhưng mà tự nhiên bây giờ anh không có hứng ăn nữa.
Không, gà ở đây ngon lắm á. Anh biết không, em ăn ở đây từ hồi xưa tới giờ luôn. Tuần nào mày không tới ăn là em khó chịu trong người lắm. Bảo đảm an toàn thực phẩm luôn. Anh biết mà. Nhưng mà vấn đề là... Vấn đề là cái gì? Vấn đề là em mời anh không cần phải trả tiền. Gà rất là ngon. Nè, bây giờ em cho anh ăn cái cánh nè. Cái cánh là cái mà gặm đã nhất luôn á. Anh nghĩ là nếu mà gặm đã, không mấy em gặm đi, anh khỏi gặm cũng được. Cái này ngon, em nhường cho anh á. Cảm ơn em, nhưng mà anh nghĩ cái cánh này nên nhường lại cho em mới đúng á. Không, anh đã giúp em nhường cho anh. Không, em ăn đi, khỏi cần nhường. Anh ăn đi đừng có ngại. Em ăn đi. Ăn đi. Không mà. Phải, nhưng mà anh ăn không phải, anh không ăn được gà. Đừng mà trời, anh không ăn toàn gà đâu. Trời, đừng má. Trời ơi, chứng khoán giảm quá đây nè. Bà tính sao? Còn sao chăng cái gì nữa? Bán hết đi trước khi lỗ sạch máu. Ngay từ đầu đã nói anh đừng có mua rồi mà cứ mua. Đúng thiệt, cá không ăn muối cá ương. Chồng cãi lời vợ, trắng đường trùng hư. Trời đất ơi, ai mà sáng tác câu này chắc ta nghe em nói ta nhảy lầu luôn quá. Chuyện hôm qua dì nói có thật không? Thật. Ủa, cái gì mà thật? Cũng có thể là dì nhìn nhầm người. Nhầm ai? Con ruồi bay ngang qua, dì còn biết được đâu là ruồi đực, đâu là ruồi cái. Làm sao? Chắc chắn là nó. Nó là ai? Có vẻ như là người nhà bên đó chưa biết nó về. Cũng có thể. Nói vậy càng hay. Có phim để coi rồi. Ủa cái gì vậy? Hai người nói cái gì vậy? Hả? Hai người thấy tôi tàn hình hả? Không có mặt ở đây hả? Sao không trả lời gì của tôi hết hả? Có điếc đâu làm cái gì la ông ổng lên vậy? Không điếc thì... Không điếc là sao không trả lời? Dù sao tôi cũng là chủ nhà căn nhà này mà. Lơ tôi luôn hả? Biết rồi. Nhà đang bao việc, đang căng, cứ nằm bèm hoài. Tôi sẽ đi kiểm tra chuyện này, coi có đúng là nó đã về nước rồi hay không. Ủa, nó đi kiểm tra cái gì? Mà nó là ai? Về ở là chuyện gì? Không hiểu hả? Hiểu chết liền á. Đang nói con Ngân đó. À, con Ngân. Ừ, con Ngân. Ủa mà con Ngân nó có ở hay là nó về? Có dính dáng gì tới mình? Anh đúng thiệt là hữu dũng vô mưu mà. Ờ, không phải. Anh á, vừa vô mưu mà vừa vô dũng luôn. Tóm lại không có xài được gì hết trơn á. Chán quá. Gì vậy ta? Mình thấy mình còn ngon mà. Dạ thưa mẹ. Dạ đi con. Con mời mẹ ăn bánh uống trà. Ừ, con để đó đi. Có chuyện gì hả? Dạ, chị tụi con sinh ra ngoài ở riêng. Mẹ quyết định chưa mẹ? Mẹ nghĩ là nếu mà cái chuyện đó thì phải để thằng Kiên trực tiếp nói chuyện với mẹ chứ. Dạ, con sợ anh Kiên khó xử với mẹ. Nếu mà con sợ thằng Kiên khó xử với mẹ thì con phải thuyết phục thằng Kiên ở lại mới đúng. Ừ, dạ con biết là mẹ thương tụi con, muốn tụi con ở đây cho gần gũi. Nhưng mà sắp tới nhà cũng có thiên ý. Con muốn vợ chồng con dọn ra ngoài ở riêng, như vậy cũng tiện hơn. Cái lý do đó không thuyết phục chút nào hết đó. Rồi bây giờ vợ chồng con đòi ra riêng như vậy, bắt mẹ phải sai cáo nội của mẹ à? Hay là con đang tính toán chuyện gì? Mẹ không sợ là gia đình mình xào xáo như trước kia hả?
Ý con là sao? Dạ thưa mẹ, thời gian du học của Ngân cũng sắp hết rồi, mà chú Khô với Thiên Ý cũng chưa làm đám cưới nữa. Nếu như con ở đây, ba người họ sẽ thường xuyên gặp nhau, con sợ sẽ không hay lắm. Mẹ đồng ý cho tụi con ra ngoài ở riêng nha mẹ. Cũng được. Vậy thì bây giờ tạm thời là cứ theo quyết định của con đi. Dạ. Con Ngân có về á thì con phải kiểm soát cho nó chặt chẽ, đừng có để cho thằng Khôi phải lung lạc tình cảm. Đợi cưới hỏi xong xuôi rồi đó thì lúc đó mình tính tiếp. Dạ, con biết mà mẹ. Ừ. Con xin phép mẹ ra ngoài. Cầm ơi, Cầm ơi, Cầm à, bà Cầm ơi, bà Cầm ơi. Gì vậy? Gì vậy? Đây nhà ai vậy? Nhà bạn Cầm. Rồi này của ai? Cái đó của bạn Nam. Bạn Nam đem qua đây để làm cái gì? Thì gửi bạn Cầm chăm sóc. Bạn Cầm không rảnh, bạn Nam đem về. Thôi, tại vì bạn Nam cũng đi hoài cho nên không ai chăm sóc bạn của Nam. Cho nên là Nam đem bạn của Nam qua cho bạn Cầm chăm sóc. Để lâu lâu Nam qua thăm bạn. Thăm bạn? Bạn của Nam, chim á. Bạn Cầm mà không có rảnh rỗi nha, bạn Cầm cũng đi luôn. Với lại bạn Cầm mà dư thời gian thì bạn Cầm ăn cho bạn Cầm mập á, nên bạn Cầm cũng không có thời gian với lại dư giả đồ ăn đâu mà nuôi mấy con chim của bạn Nam. Giận dai quá à. Thôi đừng có giận nữa mà. Nè, nam nữ là thọ bất thân nha, đừng có đụng vô rồi thế làm lành. Tôi biết tôi nói bà mập là tôi sai rồi. Thực sự bà không có mập, tôi chỉ lỡ miệng thôi nghe, đừng có giận nữa. Nghe. Ủa biết hả, người ta là con gái không? Mà con gái mà bị chê bị mập là tổn thương lắm biết không? Biết rồi, tôi sẽ không nói bà mập nữa mặc dù bà rất là mập nghe. Giỡn á mà. Đừng có giỡn như vậy nha, không có vui gì chưa? Bạn Cầm thấy không? Để tỏ cái lòng hối hận của bạn Nam thì bạn Nam đã tự tay làm cái món mứt này. Đó. Ngon không? Nhìn thấy cái màu nó óng ánh ngon không? Đó, trong đây nè, sợi đu đủ nè, mình ngào với gừng nè, xong có đường ăn cho ngọt nè. Đó. Thấy mấy cái hạt bạn không? Đó, đậu phộng đó, béo lắm á nha. Ăn vô sẽ ngọt ngào, da dẻ sẽ hồng hào, đẹp lên liền, thanh xuân lên liền. Cái dĩa này của tôi đúng không? Bữa tôi cho đồ mà chưa trả nè. Mượn lâu xíu thôi. Đu đủ với gần cũng của tôi luôn đúng không? Ngoài vườn của Cầm á. Đu đủ ngoài vườn á. Đem đồ của tôi xong về làm, xong rồi qua đây xin lỗi tôi hả? Chủ yếu là tấm lòng thôi, còn đồ của ai thì tính sao đi. Tấm lòng gì kỳ vậy? Đã nói chê người ta mập, xong hả, trong Tết tôi đã mập quá trời mập, bây giờ hay là mứt cho tôi ăn cho tôi mập thêm. Tôi nói mập là tôi nói giỡn thôi. Trời ơi, với lại nè, bà yên tâm đi. Mập á, mập cũng không có sao hết á. Tại vì người ta nói là mập thì phúc hậu. Có nghĩa là nếu mà tôi mập thì vẫn được đúng không? Ừ, phúc hậu, mấy cô lớn tuổi nhìn phúc hậu lắm. Giỡn chơi mà. Ông cứ giỡn gì hoài vậy? Thôi ăn đi, nè. À. Được không đây? Được, trời ơi, ngon lắm luôn á nha. Sao? Ủa, thái độ gì vậy? Ủa, dở lắm hả? Đúng.
Thấy được mà. Ông ăn thêm đi. Hồi nãy tôi ăn cái miếng nhỏ quá nên tôi không có cảm nhận được là nó như thế nào hết. Chắc phải bóc miếng lớn hơn á. Thôi ăn rồi. Cảm nhận được chưa? Đâu thêm miếng nữa rồi. Trời ơi, tôi làm công phu lắm đó nha. Sao? Cảm nhận được chưa? Cực kỳ sao á. Bà ăn chút nữa không phải một miếng mà là một dĩa nha bà Cầm. Ê! Ăn có một chút xíu mà nóng quá trời nóng kìa bà Cầm. Nghe nó lòi nóng kìa. Này thôi, ông mới nóng quá, ông mới nóng quá. Ủa ra coi. Đâu, ai cho bà ăn. Bà nói ăn mập mà bà ăn hả? Ủa Cầm, ủa nè, cái này là tấm lòng của mấy người nói là làm cho tôi mới ăn đó nha. Chứ ăn là nóng đó nha, ăn là. Ôi, cái đó Nguyễn, trời ơi Nguyễn, Nguyễn. Ôi, trời Nguyễn về. Ôi, trời ơi, sao mà về mà không nói gì chứ vậy? Ủa mà sao về không nói anh biết, đánh ra đón. Bắt cười quá. Vậy là người ta biết là về làm hả, bất ngờ cho hai đứa rồi. Đi ra đón gì nữa. Nhưng mà bất ngờ vậy đâu có đón được. Đã bất ngờ rồi mà còn đón cái nhưng gì. Nhưng mà anh muốn đón nè, mà có ai mừng tôi về không vậy? Có chứ. Ôm nhau cái nào, ôm nhau cái nào. Trời ơi. Đứng ra ôm nhau cái nào. Để ra cái. Ôi trời, bắt tay cái nào, bắt tay cái nào. Ôi, con này, vậy không có nói trước gì hết trơn á. Trời, nói trước sao bất ngờ cho hai người được. Ba năm mà tôi tuổi nó 30 năm đâu á. Xinh hơn nha. Ý, hai cậu Phú Mai nè. Chọc tôi nữa à. Trời ơi, tôi thấy tôi xinh hơn trước nhiều á. Xinh hơn, xinh hơn. Nè 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 nè, cái này là nè quà của bà nè. Ôi, nghe mùi nước ngoài nè. Ủa hình như cái sự thiên vị ở đây phải không ta? Sao? Dạ. Hình như quà. À, quà của anh nè. Ờ, anh có nữa hả? Tôi có nữa nè. Vẫn tốt tính như ngày nào nha, nhớ tới tôi là được rồi. Trời ơi, bạn thân nhất đời của mình sao không nhớ được? Thật ra còn nhiều lắm ở trong vali đó, cái này là tượng trưng thôi. Nè, ba năm mà thấy tôi sao? Xinh hơn nha, đáng yêu hơn nè, nói chung là tuyệt vời. Ngon. Thấy anh sao nè? Anh thì đẹp trai hơn, phong độ hơn. Vẫn cù lần như vậy. Những mặc đồ trất lát như vậy. Cái gì vậy? Gì vậy? Chưa hết nói xấu nhau hả? Ủa sao? Ủa có nói xấu gì đâu. Nhưng mà đặc biệt á là em thấy hai người thân thiết với nhau hơn xưa nha. Cái gì? Ôi trời, thân anh ấy lo. Ổng mới về chọc tôi quạo nè, bực bội muốn chết luôn. Thì người ta quan tâm bà, người ta mới chọc. Có bao giờ anh chọc tôi đâu. Ủa cái gì? Ai quan tâm cái đồ... Đồ gì? Đồ gì? Cái đồ mặt nọng. Ây da, thôi mà, thấy chưa? Như con trai vậy. Cái đó là đánh yêu đó. Đánh yêu đâu mà đánh yêu, đánh đau hoàng chơi chứ đánh yêu gì. Đi ra ngoài vườn, hái rau vô cho tôi. Làm gì? Đúng rồi. Bánh xèo. À, đổ bánh xèo, đại ngân. Rồi, chờ chút nha, chờ chút nha. Ở bển đó tôi tàn là ăn mấy cái hamburger rồi phô mai không à. Vậy đây, có bánh xèo của bà. Nó món bà thích mà. Vậy đây đừng có khoe phô mai đồ, nhìn cái mặt là biết rồi. Trời ơi, vô nghỉ ngơi đi, vô nghỉ ngơi đi. Dạ, con Ngân nè mẹ. Ủa Ngân, con về nước rồi hả? Dạ. Con về nước rồi đó mẹ. Con định là tới thăm cả nhà, nhưng mà con có chút việc. Khi nào xong việc á con gọi cho mẹ nha. Ừ, mẹ hiểu rồi. Con cứ làm việc của con đi. Có gì mẹ con mình gặp nhau sau cũng được. Dạ, bye bye mẹ. Anh Phát. Ủa, sao em có mặt ở đây? Sao anh lại ở đây? Thì anh đây mà. Thì em ở đây. Anh theo dõi em hả? Em nghĩ anh tệ vậy hả? Chứ em cũng không có đủ sức hấp dẫn để anh theo dõi đâu ha. Cái anh này. Nhưng mà em hỏi thiệt, sao anh ở đây vậy?
Thì mẹ anh dặn là mang bánh qua tặng cho cô bé hàng xóm đây nè. Mẹ anh là dì Tư. Không phải, dì Bốn. Cái gì? Mà dì Tư, dì Bốn. Cái anh này dì Tư, dì Bốn là một mà. Ừ thì muốn gọi sao thì gọi đi, đâu cấm đâu. Anh là con của dì Tư. Không, anh là chủ của căn nhà này. Mà chủ căn nhà này là dì Tư. Thì anh là con của dì Tư đúng rồi. Chọc em quá à. Không ngờ anh với em cũng lại có duyên vậy ha. Ngồi đi anh. Nè, mang bánh cho em luôn á. Tiện thiệt chứ. Cảm ơn nhiều nha. Cũng có duyên quá ha. Có gì à, mời anh ăn gà nha. Trời ơi, đừng nhắc tới gà nữa đâu. Anh ăn với em không? Thôi, em ăn mình đi. Em cũng chỉ mời chơi thôi à. Trời ơi, cô bé này có duyên thiệt chứ. Hài hước quá à. Cảm ơn nha. Nhớ là về gửi lời cảm ơn dì Tư giùm em nha. Ừ. Tôi tới đây nó có chuyện quan trọng. Vậy là sao? Thì gặp lại người yêu cũ sau 3 năm xa cách, đó không phải là chuyện quan trọng sao? Anh chỉ đang lo cho em thôi. Sao phải lo cho em? Ngân về thì Ngân về, có ảnh hưởng gì tới em đâu. Dù sao anh Khôi bây giờ cũng là chồng sắp cưới của em rồi mà. Nhưng mà em phải nhớ một điều, em chưa phải là vợ chính thức. Sớm muộn gì thì em và anh Khôi cũng trở thành vợ chồng với nhau. Mà nếu như ai dám giật chồng của em thì em nhất định sẽ không cho người đó yên đâu, dù chỉ một ngày. Lần này về Việt Nam có lâu không? Lần này tôi về đây là để gặp bà có chút việc đó. Rồi tôi biết rồi. Chuyện của con Thiên Ý thằng Khôi chứ gì đúng không? Nếu như bà đã biết chuyện rồi thì tôi cũng không cần vòng vo nữa. Nhớ là về gửi lời cảm ơn dì Tư giùm em nha. Ừ. Gặp lại cô cháu gái thân yêu, chắc trong lòng ông anh hạnh phúc lắm phải không? Cậu muốn cái gì đây? Cậu đưa tôi tới đây nó có chuyện quan trọng. Vậy là sao? Thì gặp lại người yêu cũ sau 3 năm xa cách, đó không phải là chuyện quan trọng sao? Mày
anh không cần phải cảm kích tôi như vậy. Tôi biết là trong lòng của anh còn rất thương Ngân, cho nên tôi thật lòng muốn tác hợp cho hai người. À, chỉ sợ là Thiên Ý biết được sẽ làm ầm lên thôi. Làm cậu thất vọng rồi. Tôi đã sớm gặp được Ngân. Làm gì nhìn dữ vậy? Bồ lạ lắm hả? Không có. Tại vì em thấy em với anh công nhận có duyên thiệt á. Mà không ngờ nha, anh này là hàng xóm của em nữa. Em nghe về Tư nhắc về anh nhiều rồi, bây giờ mới được gặp ở ngoài đời. Được gặp ngoài đời hả? Ừ. Làm gì vậy anh Phát? Thì anh cho em chiêm ngưỡng sự đẹp trai của anh. Anh là một trong những người đàn ông tự tin nhất về nhan sắc của mình mà em từng thấy á. Bộ anh đẹp thiệt mà, phải công nhận điều đó chứ. Có mình anh thấy à? Ừ. Mà anh Phát nè. Ừ. Hôm qua anh không ăn được miếng gà nào hết á. Để cái gì bữa nào anh rảnh á, em mời anh lại, em cho anh ăn một con một mình anh luôn. Tự nhiên nãy giờ đang vui, cái chợt buồn hẳn luôn á. Tự nhiên nhắc tới gà, thấy ghê muốn chết luôn vậy á. Gì mà ghê? Em thấy nha, món gà là món ngon nhất trên đời này đó. Thôi, làm ơn đừng có nhắc tới món gà nữa được không? Rất sợ luôn á. Mà sao tự nhiên anh sợ vậy? Nhỏ bị gà đá, ám ảnh tới giờ luôn á. Cái gì? Anh bị gà đá? Mà anh ác hỏi tới bây giờ. Thì sao? Anh đứng lên, đứng lên. Sao vậy, chim ngưỡng xoay sự đẹp trai nữa hả? Không có, xoay dầu em coi. Trời ơi, con gà nó đứng chưa tới đầu gối anh nữa. Anh cao to lực lưỡng vậy, tên cướp có da anh còn không sợ nữa mà sợ con gà. Cô bé này, ngộ đi chứ. Ai mà không có nỗi sợ của mình. Chứ em không sợ gì hả? Nỗi sợ của em á hả? Sợ gì? Ừ. Thì con gái mà, ai không sợ mập, sợ già, sợ xấu. Vậy yên tâm đi. Anh nghĩ là ngoài cái mập á, yếu tố này cũng có hết. Khỏi sợ. Thần Khôi thật sự đã gặp lại con nhỏ đó. Có chuyện gì sao không nói ở công ty mà phải hiện ra đây? Tới rồi hả? Anh kêu sẵn nước cho em rồi. Nếu em không thích á thì có thể đổi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, em có nhiều việc phải làm lắm. Anh làm cái gì vậy? Sao không giống ngày thường gì hết vậy? Ngân đã về nước. Em và Khôi đã đi gặp rồi đúng không? Ừ. Mà sao anh biết? Lý do đó không quan trọng đâu. Anh chỉ đang lo cho em thôi. Sao phải lo cho em? Ngân về thì Ngân về, có ảnh hưởng gì tới em đâu. Dù sao anh Khôi bây giờ cũng là chồng sắp cưới của em rồi mà. Nhưng mà em phải nhớ một điều, em chưa phải là vợ chính thức. Nếu như em không muốn mất Khôi á, thì hãy mau cột chân hắn lại trước khi hắn bỏ chạy.
Dù sao thì tụi em cũng đã đính hôn rồi. Sớm muộn gì thì em và anh Khôi cũng trở thành vợ chồng với nhau. Mà nếu như ai dám giật chồng của em thì em nhất định sẽ không cho người đó yên đâu, dù chỉ một ngày. Tốt. Nếu em đã có suy nghĩ như vậy thì cũng hay. Tại vì em là bạn tốt của anh, cho nên anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Anh chỉ sợ là Khôi không nỡ buông tay cô bé đó. Anh đừng có lo. Ngân á, có bạn trai rồi. Em đúng là ngây thơ thiệt. Có thật là con nhỏ đó có bạn trai không? Ừ, không sai một chút nào hết. Chính mắt em đã nhìn thấy. Và anh Khôi cũng vậy. À cha cha. Vậy sao manh của anh vẫn còn lén lút hẹn gặp riêng Ngân để làm gì ta? Điều này thật là khó hiểu nha. Anh nói vậy là sao? Hai người đó dám hẹn hò nhau sao? Tự đi tìm hiểu đi. Để xem lần này thằng Khôi xử lý thế nào. Muốn đấu với tao, mày còn thua xa. Uống thử miếng trà đi, trà tôi pha đó, coi có hợp khẩu vị với bà không. Ừ. Sao? Ừ. Vị trà thơm ngon. Công nhận cái gu chọn trà của bà là không có ai bằng đó nghe. Bà thích là được rồi. Sao? Lần này về Việt Nam có lâu không? Nói thiệt với bà, lần này tôi về đây là để gặp bà có chút việc đó. Rồi tôi biết rồi. Chuyện của con Thiên Ý với thằng Khôi chứ gì đúng không? Nếu như bà đã biết chuyện rồi thì tôi cũng không cần vòng vo nữa. Giờ sao? Chuyện đám cưới của hai đứa tụi nó bà dự tính sao đây? Trời ơi, tôi biết mà, bà sốt ruột một chứ tôi là sốt ruột tới 10 luôn đó. Tôi cũng hay hối nó lắm, nhưng mà mình cũng phải biết nghĩ chút xíu. Tình cảm mà, đừng có miễn cưỡng tụi nó, mình ép buộc tụi nó quá cũng không hay. Cho nên tôi nghĩ là cứ để cho tụi nó từ từ chơi một thời gian nó đi được không? Từ từ hả? Đã 3 năm rồi, bây giờ bà còn muốn thêm thời gian bao lâu nữa? Tôi biết hết đó. Mình đừng có làm căng quá. Mình làm căng quá thì sẽ đứt dây. Thiên Ý là một đứa con gái tốt. Tôi không muốn mất một đứa con dâu như là Thiên Ý. Nếu như bà đã biết Thiên Ý là con dâu tốt thì bà nên tích cực hối thằng Khôi nhà bà đi. Con gái của tôi là con gái vàng, con gái bạc đó nghe. Làm cái gì mà đính hôn rồi mà cứ để cho nó chờ đợi hoài. Như vậy mất giá của nó thì sao? Lúc đó bà có chịu trách nhiệm được không? Trời ơi, tôi biết hết đó. Tôi đã nói với bà rồi, tôi cũng nóng ruột ghê lắm. Với lại bà nghĩ đi, mặc dù là chưa cưới hỏi gì hết, nhưng tôi luôn luôn coi Thiên Ý là dâu trong nhà này. Nó sống ở trong căn nhà này ai cũng biết hết mà. Thôi bây giờ vậy nè, để cho bà yên tâm nha. Tôi hứa với bà, tôi cam đoan chắc chắn với bà là nội trong năm nay, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, vẫn sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nó, được chưa? Bà hứa rồi đó nghe. Như vậy là tôi yên tâm rồi đó. Nè, con gái của tôi á, bà mà để cho nó thiệt thòi đó ha, là giữa tôi với bà khỏi là bạn bè gì luôn. Rồi rồi, tôi sợ bà giận tôi lắm. Uống trà đi. Ủa mẹ, sao mẹ lại ở đây? Thiên Ý về rồi hả?
Mẹ, mẹ giờ nào vậy? Sao mẹ không nói con ra đón mẹ? Con sống ở đây có tốt lắm không? Dạ, tốt lắm mẹ. Con sống như vậy mà gọi là tốt sao? Đã 3 năm rồi mà con vẫn còn là cái bóng ở trong cái nhà này. Mang tiếng đính hôn đã 3 năm rồi mà tụi con vẫn chưa cưới nhau là sao? Mẹ, mẹ để con tự giải quyết được không mẹ? Con biết là mẹ thương con, mẹ lo cho con, nhưng mà mẹ đã hứa với con là để con toàn quyền giải quyết chuyện này, thì mẹ đừng can thiệp vô được không mẹ? Đúng rồi, mẹ đã hứa cho con 3 năm, nhưng mà trong 3 năm qua con đã làm được gì? Con nói cho mẹ nghe coi. Đến trái tim của một người đàn ông mà con còn không nắm giữ được thì làm sao con có thể nắm giữ được thiên trường? Con xin lỗi, con vô dụng quá cho nên không làm được trò trống gì hết. Cái tát hồi nãy có đau lắm không con? Dạ không sao hết á. Mẹ không phải ấy nấy đâu, con đáng bị vậy mà. Mẹ, mẹ xin lỗi. Chẳng qua là vì mẹ quá lo cho con cho nên là mẹ có hơi nóng nảy. Có đau lắm không? Dạ không có sao đâu mẹ ơi, con đáng bị vậy mà. Thôi, bây giờ mẹ sẽ cho con thêm thời hạn 3 tháng nữa. Nếu trong 3 tháng nữa mà con vẫn chưa giải quyết xong chuyện tình cảm của mình thì mẹ sẽ có cách của mẹ đó. Đi đâu mà giờ này mới về nữa? Trời đất ơi, anh làm em giật mình hả? Sao anh ngồi đây? Ngồi đây chờ em trồng cái si được không? Hả? Giỡn thôi, làm gì đi về trễ quá vậy? Em với mấy đứa bạn á đang có dự án phát triển các mặt hàng nông sản. Ủa, mà sao anh biết em hay đi về trễ? Thì người ta có câu là bà con xa không bằng láng giềng gần. Thì bây giờ hàng xóm với nhau quan tâm nhau là chuyện thường tình mà, đúng không? Vậy em cảm ơn anh trước nha. Mai mốt nhà em á có cần sửa điện, sửa nước hay thông cống em nhờ anh. Cô biết nhờ quá ha. Nè. Cho em hả? Chứ cho ai. Kẹo. Khi nào buồn á ăn đồ ngọt vô, tinh thần thoải mái lắm. Lúc buồn á lấy ra ăn. Em đâu phải con nít đâu mà anh cho em quá trời kẹo vậy. Vậy mà nào giờ anh cứ tưởng em là trẻ con không đó. Cái anh này, người ta gần 30 tuổi rồi đó. Gần 30 tuổi hả?
Dù quen ở đâu thì cũng không thay đổi được gì. Ngân bây giờ cũng đã có bạn trai. Mình thì... Anh vừa đi gặp người ấy đúng không? Em nói cái gì vậy? Anh còn giả điên nữa. 3 năm rồi anh không chịu cưới em. Chỉ là muốn chờ đợi cô ấy. Bây giờ cô ta vừa về tới thì anh lập tức đi tìm và muốn nói lại tình xưa. Em nói vậy là sao? Anh không biết Lộc nói gì với em, nhưng chuyện không như em nghĩ đâu. Vậy thì bây giờ em nói cho anh biết. Nếu như đời này em không đến được với anh thì em cũng không cho phép anh đến được với Ngân. Tình cảm của em, lòng tự trọng của em bị anh chà đạp bao nhiêu lâu nay cũng đã đủ rồi. Đã đến lúc Ngân phải trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là gấp 1000 lần em kìa. Chuyện không liên quan gì tới Ngân. Mọi chuyện là lỗi do anh. Em muốn chửi, muốn mắng gì thì đổ lên đầu anh đi. Bây giờ anh còn binh vực người cũ trước mặt em nữa. Anh coi em là cái gì? Tôi nghĩ à, cưới em không khó với anh. Nhưng vì anh không muốn bất công với em, bởi vì trong lòng anh chưa bình lặng. Anh không muốn em là người bị thay thế. Anh nói hay quá. Nếu như anh cảm thấy không quên được Ngân thì em sẽ giúp anh. Trời, em làm cái gì vậy? Chỉ vì mấy con cá vô tri vô giác này mà lúc nào cũng nhớ tới Ngân hết. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Anh cấm em, dừng lại. Em bỏ ra, em quá đáng lắm. Em có biết tụi nó ý nghĩa đó với anh như thế nào không? Nếu như anh không bỏ đi quá khứ thì làm sao hướng tới tương lai? Đó là chuyện của anh. Nếu như anh không cắt đứt đi những dây dưa mầm bệnh thì làm sao có được một cái cây tươi tốt chứ? 3 năm qua em chờ anh. Không, em đã chờ anh trước đó rất nhiều năm rồi. Và em nói cho anh biết, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Em sẽ không ngu ngốc chờ anh nữa. Và lần này để có được anh, nếu như làm cho con Ngân biến mất, em cũng sẽ làm. Đây cũng là điều kiện đầu tiên mẹ đưa ra để mà rót cho con 50 tỷ. Mẹ hy vọng rằng con đừng vì quá u mê trong chuyện tình cảm mà quên đi mục đích chính của mình. Thì tuổi trẻ bây giờ nó khác đi lớp già của mình. Mình ngày xưa mình yêu là mình cưới liền. Còn không, nhiều khi mình cưới rồi về mới yêu. Nhưng mà tuổi trẻ bây giờ thì nó khác bà ơi. Nó yêu hả, nhiều khi yêu cả chục năm đó rồi nó mới tính cái chuyện cưới. Tôi cảm giác hình như là Ngân đi du học 3 năm là Ngân hình như là không nhớ gì ông chú Khôi nữa, đúng không? Quên hẳn chú Khôi luôn. Ông không biết gì hết trơn á. Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đó. Bả chưa quên được chú Khôi đâu. Em có chuyện chút nha anh Phát. Chú Khôi, sao chú tới không nói gì hết rồi lại bỏ đi?